Xin chào các bạn. Hôm nay đại lý Ericsson Tuấn Đức chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn cái bếp từ đôi Ericsson EUT756. Cái mẫu Ericsson T756 này là cái bếp từ với thiết kế hai vùng nấu. Sản phẩm này là sản phẩm cải tiến mới được Ericsson cho ra mắt vào năm 2019. Mẫu này thì nó có cái công suất của hai cái lò nấu lên đến tối đa 3.500W. Và kết cấu của nó là kết cấu chắc chắn và lắp đặt âm rất là gọn gàng. Mẫu này thì nó có cái logo Ericsson ở bên phía tay trái ở góc cuối của cái sản phẩm. Logo là logo màu trắng và in chìm ở sản phẩm rất là sắc nét. Đó. Mẫu này thì nó có cái thiết kế cái viền là viền vách cạnh màu trắng, nhìn rất là độc đáo. Mặt kính của nó thì nó được sử dụng là công nghệ mặt kính Euroceramic vát 4 cạnh. Đó. Ở đây có một số cái tem dán để mô tả sản phẩm, và trên cái sản phẩm nó vẫn có sử dụng công nghệ Euro Platinum, tức là cái mặt kính Euroceramic đó. Đó. Mẫu này thì nó có tem dán phía bảo hành ở trên sản phẩm, để các bạn có thể cần hỗ trợ bảo hành thì có thể liên hệ đến tổng đài bên hãng hoặc là quét qua mã QR. Đó. Mẫu này thì nó có đầy đủ các cái công nghệ như công nghệ inverter thông minh, thì công nghệ này nó có giúp tiết kiệm được điện năng lên đến 35%. Và cái mẫu này thì nó có chức năng booster, tức là chức năng gia nhiệt nấu nhanh hơn với công suất tối đa lên tới 2.500W. Về bảng điều khiển thì bảng điều khiển của sản phẩm nó có 9 mức công suất và điều khiển dạng trược cảm ứng. Đây là vùng nấu bên phải với công suất 2.000W, và nguồn xuất nấu bên trái công suất 2.000W và có thể sử dụng booster, công nghệ booster lên đến 2.500W. Về cái những cái nút điều khiển thì nó rất là đơn giản và sử dụng, có đầy đủ các tính năng như tính năng tạm dừng, tính năng chống trào, hoặc là tính năng hâm nóng, tính năng chiên rán đầy đủ. Và ở đây là cái mức điều chỉnh công suất đó. Công suất tối đa sẽ là 9 và công suất tối thiểu sẽ là 1 đó. Và cái mẫu này thì cũng có thêm cái chức năng hẹn giờ. Vậy cái chức năng hẹn giờ thì chúng ta chỉ cần bấm vào cái nút đồng hồ ở trên phía bàn phím, sau đó chúng ta sẽ điều chỉnh số phút mà chúng ta cần hẹn. Mẫu này thì theo tôi đánh giá nó là một cái mẫu sản phẩm mà cũng được rất là nhiều khách hàng ưa chuộng, và nó cũng là một sản phẩm chủ lực của dòng bếp điện từ Ericsson. Với cái mã thương hiệu mỏng là EUT756, thì các bạn nếu mà cần quan tâm đến sản phẩm thì có thể xem thêm chi tiết ở một thông tin bên dưới video. Chúng tôi có dẫn một cái đường link chi tiết để các bạn có thể xem sản phẩm, xem giá bán và xem đầy đủ thông tin của cái sản phẩm này. Đó, đây là cái những cái nút điều khiển của nó. Thì các bạn đang thấy là hiện tại thì đang nấu một cái nồi nước, và nồi nước này nó đang sôi. Và theo đánh giá thì những cái dòng bếp của Ericsson á, thì cái thời gian nấu nó sẽ được tiết kiệm hơn, nên là nếu mà trường hợp mà các cái bà nội trợ mà không có nhiều thời gian thì mà muốn có nhu cầu nấu sản phẩm nó nhanh hơn, thì các thương hiệu bếp Ericsson là một lựa chọn rất là đáng để được những người khách hàng tin dùng. Ở đây thì chúng ta có thể hẹn giờ đếm giây, ở đây điều chỉnh tăng dần giảm dần theo thời gian. Và đây là thời gian hẹn bếp khoảng tầm 2 phút. Thì các bạn sẽ thấy là cái nồi nước hiện tại nó đã sôi rồi. Và đây là cái cảm biến nó thông báo là nhiệt độ đang là 65. Đó. Đây là chức năng khóa trẻ em, khóa động vật. Thì cũng nếu mà trường hợp mà chúng ta cần khóa bếp thì chúng ta sẽ bấm vào đó. Và hiện tại thì cái mẫu bếp này đang được bán tại đại lý Ericsson Tuấn Đức. Nếu các bạn cần đặt hàng có thể liên hệ vào số điện thoại hotline bên dưới, hoặc là truy cập website tdm.vn để đặt hàng trực tuyến. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.